Đây. Dạ nha mày. Dạ. Dạ nha. Dạ. Cho một con mực ký á. Cái đó của ai? Của em. Nói lớn là ai? Của em. Cái này gì? Đó cái nồi. Làm gì? Đây làm gì? Hả? Đi chơi ma tí. Ngước cái mặt lên đây. Còn hàng không? Dạ không. Mà chạy rồi, chạy ấy rồi. Gì vậy? Được rồi. Còn cắt đâu nữa không? Không, không cắt thì tối thì chơi ra lấy gì chơi? Hả? Là đấu chơi sao? Sao nói chuyện? Sử dụng cái tay bao lời? Đây 3 ngày đấy. Tôi xếp nữ nữa. Đây hết hàng. À. Còn đâu nữa không? Kiểm nó luôn đi. Kiểm kỹ rồi đi. Nó mượn xe khan đi cầm, nó điện thoại nó công an bắt. Cái nó kêu người ta chuyển cho 1 triệu đi đóng phẹt. Hết hàng luôn, sợ mình luôn. Nhưng mà nó bỏ bớt rồi. Hồi đó nó chơi 10 đứa, nó bỏ 9 đứa của mình đó. Móc đứng dậy móc túi ra ra. Bỏ quẹt ra luôn. Máy để quẹt kìa. Để nhiêu? Dạ 197. 197 nè. Em lấy miếng xì, hôm nay lấy miếng xì rồi. Không, đâu có lấy ăn trộm gì đâu, lấy chiếc xe đó à. Lấy xe đó không? Dạ. Cầm nhiêu? Cầm có gì lửa. Xe đó là xe gì? Hả? Xe là xe anh Hải, chú Bình đưa ra cái trộm xe. Anh Hải Thủy biết không? Dạ. Biết em, anh để làm im điểm, quay xong anh đưa nó ra. Cho anh nhờ xíu. Dạ, nó trộm xe. Rồi bây giờ anh nói nè, bây giờ xe cầm nhiêu? 6 triệu rưỡi anh. 6 triệu rưỡi phải không? Dạ. 6 triệu rưỡi vừa có cây trụ không? Để gọi nhà chủ. Vâng, em chơi đá lâu chưa? Anh biết bị đá lâu, em chơi đá lâu chưa? À. Vâng. Dạ. Nghe nói hồi đó em chơi nhiều đó, chơi 10 đứa mình bỏ 9 đứa của mình em phải không? Không, bỏ lâu rồi có vợ. Sao nó nghe nói, vậy mà anh nghe nói là vì em chơi đá. Em chơi mà bữa hồi đó em chơi 10 đứa mình bỏ 9 đứa của mình em. Có không? Nghe nói bỏ bớt, anh nghe người ta đồn nên bỏ bớt dạ, rồi. Anh bỏ 4-5 năm em có vợ đi, vợ muốn chơi lại. Vâng. Dạ. Em vợ mấy đứa con rồi? Hai đứa con hả? Hãy đi còn phải không? Hôm bây giờ em lén làm ăn lương thiện đi. Ha? Dạ. Làm ăn lương thiện đi nghe. Ha? Dạ. Rồi bây giờ nó người này bây giờ tay nghe lấy cái chuột xe gì đâu, chuột xe bảy nại cho em có ghi thấy em đăng lên mạng không? Dạ có, em có nhắn tin cho chủ. Có đăng lên mạng sao em kỳ vậy? Xe tao mới mua mà 2 tháng trời. Em có nhắn tin cho chủ, vợ chủ kêu nói nó nên sao? Bữa em lấy xe về. Vâng. Dạ. Sao có lấy xe về không? Dạ. Rồi bây giờ nói chung là xe bây giờ nói chung ta mới mua, ta mua trả góp nữa, hiểu không? Dạ. Xe cậu cho góp cậu nghiệp ta, hiểu không? Con văn nữa mình ở xe có đất giúp chi sập kỳ. Dạ. Xe em làm gì bây giờ báo công an rồi, bữa là không có báo công an. Bữa lên là không báo công an mà kìa. Anh nói là trong vòng ngày nay mà không đem xe lại trả là anh bắt là đem vô công an nó thẳng với em luôn. Phải báo công an là phải đem vô chứ không, chứ đem không đem công an vô thì nó nói anh ăn hối lộ, phải không? Nó ăn hối lộ phải không? Dạ. Không nhiều không? Nói giờ nãy giờ nói em, giờ em hỏi cả điểm mới lớn được rồi. Em Nguyễn Quang Huy. Sinh năm mấy? 97. Em có cần án gì chưa? Chưa. Quê ở đâu? Quê Ninh Thuận. Quê Ninh Thuận phải không? Dạ. Quê Ninh Thuận rồi bây giờ nói chung là sự việc nói chung anh cũng thấy em cũng thương. Em vợ mấy con rồi? Hai con. Vợ làm gì? Bỏ vợ lâu chưa? 2 năm rồi. Ly dị vợ hay là tự bỏ vợ đi? Dạ vợ ly dị thôi. Vâng, con nhà ai nuôi? Dạ con em nuôi giờ mới đi. Con ai nuôi? Em nuôi đứa, nó luôn đứa. Rồi con giờ ai em bỏ đứa lại giữ? Mẹ giữ. Em thấy cận cùng anh nói rồi, trong ngày nào cũng trả xe là đến hồi anh bắt được là ấy, em có nói gì không? Hay lên mạng có nói gì không? Có, em cũng nói với nó. Anh nói là Trắc Bình Dương này nó nhỏ lắm, Trắc Bình Dương này mà
cái Bình Dương này ai mà tội phạm mình lại báo cho anh là anh bắt hết, hiểu không? Dạ. Tội phạm ấy là anh bắt hết, hiểu không? Nói chung là bây giờ, nói chung sự việc là của em là, nói chung là anh thấy là giờ là phải bắt buộc phải đưa ra công an, nó mua bên này cho em ha. Dạ. Ha, chứ em điều tra em còn, anh biết là em chi đái lâu rồi không? Phải không? Đó vậy thôi. Thủ lợi hà. Gì? Xếp điện chưa? Tôi chân nhắn kênh đó rồi. Nó nhận được chưa? Em nói rồi làm gì? À, đó. Nói chung là sự việc là bây giờ anh nói em cũng ấy nè. Em xăm nhiều chưa? Dạ xăm xưa. Xăm xưa mà mình mấy xăm hết luôn không? Không có đâu. Chưa xăm gì? Không có ở đây mà. Ở đây mà. Rồi nói chung là xăm cái gì đẹp chưa? Không có gì mà cầm. Điện đi coi. Họ bây giờ xe bây giờ là chủ đã cho cầm được không? Được. Xe cầm không có giấy sao cầm được hay à? Hay làm bán? Không cầm. Cầm một triệu cầm đồ hay sao? Dạ cầm cho cái cho ông Trinh Phú Cường. Ở đâu? Phú Cường thuộc một Bình Dương hả? Dạ. Nói chung là cũng cũng bây giờ thôi, bây giờ nói chung là em vẫn chơi ma túy, em chơi ma túy mà vậy không? Dạ. Em chơi ma túy mà còn đang gì phải hay sao? Dạ. Hiện nay em làm gì? Dạ. Đâu có làm gì không? Dạ. Đâu có làm, em biết đâu làm đâu. Nhưng mà anh phiên em vẫn đi chơi ma túy, chơi ma túy mới gì nè. Chơi ma túy mới lấy xe tài, nếu chơi ma túy thì đâu lấy xe tài cầm chi? Phương. Phương. Đừng lấy ngoài, đừng chơi ma túy là đâu gì bình thường. Phải không? Thôi bây giờ em hứa mày mốt em không chơi ma túy đi, hứa đi. Anh nói đó. Anh nói là hà chị. Em không có chơi ma túy nữa. Hứa phải không? Dạ, lần này em bỏ. Lần này bỏ được không? Dạ. Bỏ bớt phải không? Thì sao? Bỏ cái gì quê mở. Thấy không? Anh sợ mới đưa với em, dạ. Em hứa không à. Mà bỏ bớt, nhưng mà hồi đó anh chơi 10 đứa, giờ bỏ 9 đứa còn mình em. Bỏ 4 năm rồi mới chơi lên đây rồi. Ừ. Anh sợ gì? Thôi bây giờ xe giờ nằm trên đầu nào? Dạ, trên đường... Bây giờ còn giấy cầm không? Cụ. Giấy cầm. Cầm nó đâu có... Sao lấy Phú Cường thuốc 1 cho nó Bình Dương Cụ rồi, Bình Dương Cụ thuốc 1 luôn. Không, xe cầm lấy chi? Thấy không? Xe cầm lấy chi? Anh chị ơi. Không, sao phải bây sao để anh ấy làm im điểm chút lại nó chậm xe. Để chậm xe chứ không phải là ấy. Không, anh chị có gì để vào phòng đóng cửa dùng em thôi. À, rồi, nhỏ, rồi. Nó chậm xe, anh Hải thì biết không? Thôi giờ nói với mẹ cha, nói với thằng bạn á, nói nó ấy cho, nó phải lại cho. Để cho điện nó lên đây cho đặt nó được khoảng đêm lên kêu lên. Nó không có điện. Để đi thôi, để đi thôi. Nó đang ở ngoài đây, đem thôi. Mình con lớn chưa? Con em đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi mấy em. Bây giờ con là đang ở với ai? Đứa ở với mẹ, đứa ở với em. Trời đất ơi. Nhưng mà sao mình có con rồi sao mình không chú trí làm ăn mà mình... Là tại được, đúng là em đổ nợ quá, em ở nhà trời mẹ em, ta dí quá. Mình chơi cái gì mà nợ? Với bạn. Dạ. Mình chơi cái gì mà nợ? Được thay chồng em làm rồi cho người ta mượn tiền, người ta trốn rồi này kia. Xong vợ bỏ đi rồi. Vợ bỏ hả? Vợ bỏ là do mình hay là do vợ? Em. Gì? Để vô đây nói với người ta đi. Đúng rồi. Như thế nào đi? Phải nói thôi. Chẳng ai không kia đâu mà. Rồi bây giờ nói chung ra là sự việc là anh thấy là bây giờ nói cho em biết là bây giờ xe giờ em phải kêu bị hại lại, bị hại đăng lại. Em nghĩ tại em đang nghĩ nó rồi anh Hải cho em xin đừng phải dẫn em đi công an được hả? Gì? Thầy thầy nói cho tôi, nói là chú đó điện công an. Tại một phút bằng điện thì đứng nè. Để bây giờ nè, lấy chung con nữa. Con không được. Tí nữa thì cứ thành thật nói với bạn đi. Nè, bây giờ nè, nói thẳng ra, nói thẳng rồi nè. Anh nói thẳng nghiêm là bữa hổm anh nói rồi cho đất Bình Dương này ai mà trộm cắp mà báo hiệp sĩ Nguyên Hải làm cho bắt hết. Mà bữa đó anh nói rồi, trong ngày đó em phải đem xe lại trả, em thấy rồi. Mà đến hồi anh bắt rồi là bắt buộc phải đem vô công an, nói thẳng luôn. Hiểu không? Yeah. Nhưng mà anh nghe nói là em chơi ma túy, anh nói thẳng luôn. Yeah. Anh xác minh hết rồi, xác minh là biết em chơi ma túy, phải không? Nhưng mà anh biết là em bỏ bớt rồi, anh biết hồi đó em chơi 10 đứa và bỏ 9 đứa còn mình em, anh biết. Phải không gì không? Yeah. Đó, nói thẳng như vậy thôi.
đó giờ thôi ráng đừng cho ma túy nữa, thấy không? Cho ma túy nữa là nói chung là cho ma túy hơi người là mình lấy xe ta mình đi cầm biết rồi cũng mệt lắm thiệt, em làm dính pháp luật là mệt lắm thiệt. Được. Thấy không, em cần bình thường vô đây lâu chưa, bình thường em nên thận vô đây thì mấy năm rồi. Mấy 20 mấy năm rồi, mấy năm ở có nhà đây chưa? Có nhà mà em ở dưới Tân Vĩnh Hiệp. Ở đâu? Ở dưới Tân Vĩnh Hiệp anh. Tân Vĩnh Hiệp mình hay gì? Dạ. Tân Vĩnh Hiệp phải không? Tân Vĩnh Hiệp bên Hồng xã Tân Vĩnh Hiệp. Trời, bên Hồng xã Tân Vĩnh Hiệp rồi. Ở đó đó chứ bên Hồng là xét bên công an rồi. Dạ. Được không? Thì ra nói rồi không, anh đăng rồi, anh nói rồi. Anh nói lên xe là trả người ta đi, em cũng thấy rồi, anh biết anh thấy rồi nhưng mà em không trả. Anh nói rồi, trong này chủ em kêu nó cho em chủ chủ đâu nói đâu. Chủ nói lại là ổng nó có báo rồi, nó kêu là ổng cho nó cho em ngày. Mà em ấy không ra. Vâng. Dạ. Em bữa nay xong ra chứ tùy cho mà tí rồi xong. Ủa, anh tháo chưa? Tháo chưa? Từ lẹ đi ông kệ. Đến đâu rồi? Tháo lẹ đi. Đến đâu rồi? Sắp tới cho trường tới. Nói chung bây giờ đang nảy bị hại không? Chứ giờ anh không biết, giờ anh đây là anh nói như anh gọi là giúp giùm, giúp ai cũng giúp miễn phí hết. Ai nhờ cũng tìm, đây là cần bổ sang để tìm mày sĩ, em thì bị gì vậy? Em bị ai lừa thì anh cũng giúp em luôn, hiểu không? Yeah. Ai mà lừa em cũng giúp hết. Được. Nói chung là ai mà lừa em là anh giúp hết, nhưng mà cái gì cái anh nói rồi mà không nói trên mạng rồi. Anh nói nếu mà cái gì cái ở Bình Dương, đáp Bình Dương này là anh nói hẳn gì mà. Ở đáp Bình Dương này là cái gì là mình phải anh Hải đã đăng rồi, anh Hải là phải tùy còn được chứ, tùy cũng được, anh nói cho xuông. Đúng không? Yeah. Em phải hiểu cho anh. Đó giờ em gặp nó em đang nghỉ đi, nhưng mà bắt buộc rồi lên công an là phải dắt em lên công an là nó bày đại cho em chứ, ta làm đơn công an lại xác minh luôn mà, công an lại xác minh rồi đi lại coi xác minh luôn cho em biết luôn. Dắt em lên công an nha. Cái gì? Phải dắt em lên công an. Ừ. Cho hai đứa nói chuyện đi, cho thằng em nói chuyện với lại thằng mất xe đi. Ừ, phải cho. Coi tí nữa coi em thành khẩn như thế nào, em nói với người ta ra sao. Dạ dạ. Ừ. Phải để ấy không? Anh nói rồi, bây giờ là sự tắt nào là... luôn nào không anh? Đâu vậy? Đâu ngoài đi. Chứ đâu vậy? Lưu ở đâu anh? Lưu. Tao lưu ở đâu? Bây giờ anh đang đi ấy, anh đang đi làm việc, chút rồi anh điện về cho. Chút điện về cho, chứ anh đang chuyện mấy em bè anh còn viết nhiều lắm. Bạn mua đâu? Mua bạn. Bạn nào? Cầm xe đâu? Dạ, hả? Quỳnh Nguyễn Cừ hả? Dạ. Đó đi. Dành cho mày. Dạ. Dành nha. Dạ dạ. Cho một con mặt ký. Cái đó của ai? Của em. Của em. Nói lớn là ai? Của em. Cái này gì? Đó cái nồi. Làm gì? Để làm gì? Hả? Chơi ma tí. Ngước cái mặt lên này. Còn hàng không? Dạ không. Mà chạy rồi, chạy ấy rồi. Gì vậy? Ý quỷ hấp hấp đi. Ừ, đã rồi. Còn khác đâu nữa không? Không chết rồi, tối nay chơi ra lấy gì chơi? Hả? Trời đâu có chơi nữa. Xe nói chuyện. Sử dụng cái này bao lâu rồi? Đây 3 ngày đấy. Tôi xếp nữ nữa. Rồi hết hàng. À. Còn đâu nữa không? Kiểm hết luôn đi. À, kiểm kỹ rồi, kiểm kỹ rồi đi. Không phải đi. Nó mượn xe anh đi cầm, nó điện thoại nó công an bắt. Cái nó kêu người ta chuyển rồi, chịu đi đóng phẹt. Hết hàng luôn, sợ luôn. Nó bỏ bớt rồi. Hồi đó nó chơi 10 đứa, nó bỏ 9 đứa của mình đó. Móc đứng dậy, móc túi ra ra. Bỏ quẹt ra luôn.
mua con bé này là sao? Dạ.